nhà. Hôm nay thì mình sẽ dẫn cả nhà vào thăm cái khu tái định cư Kỳ Phương thuộc thị xã Kỳ Anh. Nghe bảo đây là cái khu tái định cư thí điểm của Formosa. Khi mà người ta triển khai cái dự án gang thép Formosa ấy. Khu này là khu tái định cư Kỳ Phương nha các bạn. Bên kia là núi này, rất đẹp. Đặc điểm của thị xã Kỳ Anh đấy là nó có những khu tái định cư rất rộng, cực kỳ rộng luôn, cả nghìn lô. Nhìn chung ấy, mình thấy cơ sở tầng ở Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh thì người ta làm chuẩn lắm. Đây, mình đang đi vào khu tái định cư Kỳ Phương cho các bạn nhé. Ở đây thì gần như là gần cuối của thị xã Kỳ Anh này. Khu tái định cư đây này. Nghe bảo đây là khu tái định cư thí điểm. Bởi vậy cho nên nhiều người bảo với mình là ở đây là cơ sở tầng là chuẩn nhất. Tuy nhiên ấy thì nó tương đối gần với cái khu vực mà Formosa người ta xả khói ấy. Cơ sở tầng tương đối ok. Mà quy hoạch ở đây là nếu như các bạn nhìn trên Google Map ấy là quy hoạch theo ô bàn cờ cả. Bởi vì khu này rất rộng, thành ra là mình đi như này là các bạn có thể chủ yếu là các bạn nhìn quang cảnh xung quanh thôi nhé. Dân cư xung quanh đây thì ở tương đối đông đúc. Người ta gom dân vào các khu tái định cư cả. Nhưng mà về cảnh quan rồi kiến trúc ở đây là đa phần là nhà ở thấp tầng, nhà trệt. Bên này là trường học này. Trường học rồi ủy ban. Đây có cái sân bóng này. Người ta bảo đây là cái khu tái định cư có cơ sở tầng đẹp nhất của thị xã Kỳ Anh. Đây này, trường trung học cơ sở Kỳ Phương. Bên này là gì? Cũng là trường học à? Bệnh viện, trạm y tế. Trạm y tế à? Ừ. Đấy nha, thử đi qua đây cho các bạn ngó nha. Đây, khu vực này, trường học này. Đây, phía trước là Ủy ban Nhân dân xã. Ở đây nha, người ta gom dân vào khu tái định cư và người ta đi kèm các tiện ích, ví dụ như trường mầm non, trường trung học, rồi tiểu học, rồi ủy ban nhân dân. Người ta gom vào một chỗ luôn. Tức là người ta tách hẳn dân ra khỏi khu công nghiệp ấy. Mặc dù thực ra khu công nghiệp Formosa thì nó cũng khá là gần đây. Tái định cư Kỳ Phương là cũng là một trong những cái lựa chọn dành cho nhà đầu tư bất động sản. Vừa rồi thì Kỳ Anh thu hút khá là nhiều nhà đầu tư, thì người ta cũng vào đây đầu tư. Có cả chợ luôn này. À, hình như ở thị xã Kỳ Anh này là khu vực nào người ta quy hoạch là cũng gom tất cả mọi thứ vào cùng một chỗ cả. Đất tái định cư thì được xây dựng tự do cả. Các bạn mà có nguồn hàng rồi các sản phẩm bất động sản cần bán tại Kỳ Phương thì có thể liên hệ tới mình nhé. Nếu mà cần bán hoặc là cần mua thì cũng liên hệ mình. Đất tái định cư Kỳ Phương và các khu tái định cư khác nói chung ấy, về cơ bản ở đây là được tách thửa, được tách. Nói chung dân Kỳ Anh, dân thị xã Kỳ Anh thì cũng không phải là quá giàu. Chủ yếu người ta được đền bù tái định cư rồi người ta vào đây thôi. Nhà thì cũng không phải là
giàu lắm, toàn nhà thấp tầng cả. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video về khu tái định cư Kỳ Phương. Nhớ cho mình một like, comment và đăng ký kênh YouTube của mình. Bây giờ thì mình sẽ đi ra phía Formosa. Xin cảm ơn các bạn.